Này bồ nó bỏ rồi hả? Đâu? Bỏ cho điên mình đó. Nó đi làm cái nó đi đám cưới. Dễ hả? Mua vàng quá trời. Làm gì chứ? Làm sao mà mua vàng gì? Chỉ như đám cưới em họ á. À. Làm quà cưới á. À. À. Anh nói hồi nó về công ty giờ. Về. Anh nói đi chơi nhiều quá nó về công ty nó qua làm bên anh giờ. Anh có nhận đâu không? Công ty của anh tồn 20 người nhận rồi. Có em vô cũng đâu có gọi là dư quá đâu. Cái định nghĩa đẹp trai là phải mỗi người cảm nhận khác nhau chứ. Đẹp trai như anh ấy. Chung cao cỡ đàn anh là được rồi. Không có. Đẹp hết rồi đó. Gì là không có rồi đó. Thân người luôn luôn hả? Thôi. Trời nghĩ sao vậy hạnh em kiếm ca mà anh Tùng mà em đi sao sao nó sướng hạnh. Em thích là để chị em thích được che chở. Kiếm đi em rồi cũng sẽ gặp thôi. Đã yêu thằng lùn tịt bây giờ. Lùn thì nó đã không lọt vô mắt xanh rồi làm sao mà yêu được. Bây giờ gu em khác rồi, bây giờ em thích cao rồi. Ừ. Mình tới tầm cao rồi. Ừ. Nên phải cải tạo cho gen của mình chứ. Càng ngày càng nâng cấp chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà như thằng Bảo nha, em nhìn vậy chứ bữa nay nó cao thả má luôn đó chị. Ừ. Ừ. Mét mấy mới được chứ? Nó chắc phải gần mét 7 rồi ấy. Nó cao hơn em mà. Ừ. Mà nó mới học lớp 11 chứ nhiều. Ủa hình như chị đang lấy điện thoại của chị quay đúng không? Ừ. Dịp hôm qua nhậu hôm nay nghỉ luôn rồi. Đâu bình thường nó đâu có làm mấy ngày này. Tuần trước nó đi cả mấy ngày này mà. Dễ không? Tuần trước nó chỉ nghỉ một ngày thôi. Ừ. Thằng Văn nó kêu nó mua vịt quay nữa ấy. Ăn không? Trời ơi, ngán lắm, vịt quay. Quang tổ chức anh em, chị em đi chơi đi. Ồ, em kêu nó đi, mà nó không chịu đi, đó chở anh. Đi đâu? Em kêu nó đi Đà Lạt đó, tính từng này đi mà. Đà Lạt mùa chính bà, nên nó làm gì? Gặp anh Tùng nha, tại sao? Nhưng mà em thích. Có người ta có đâu có gặp, người ta đi, nó người cảm giác nó ấm cúng. Ô là trời. Lên Đắk Nông vui hơn anh ha. Yeah. Lên Đắk Nông vui hơn. Ủa, chứ thích đi, đi thôi chứ, trời ơi. Tại đi, người ta cái chỗ đi có đâu có gặp mình, lẻ lâu đi lên làm gì? Trời, chứ đi đâu? Bây giờ lên chảnh thì nó vắng. Giờ chắc ở đâu cũng vậy thôi. Em chỉ thích đi biển thôi. Hả? Thì ở đây thì là cái thành viên ở đây hầu như ở khu vùng cao, chỉ lên vùng cao ở là gì nữa. Đi biển đi. Đi biển đi ăn đi. Con lo cho chị ăn xài tiền, nó lên đó không có gì bắt tiền á. Bớt đi nha anh. Cái gì nữa? Ra ngoài đó. Hay mình đi Phú Quốc đi. Ờ Phú Quốc nè, Phú Quốc là mình có nhiều chương trình khuyến mãi quá. Đi Đà Lạt thì tài trợ nha, không mà đi đâu thì tự bỏ tiền ra đi nha. Đòi hỏi quá. Phú Quốc thì thật ra đi cũng phải. Phải cho nhân viên tự chọn chứ. Nó đủ chứ đi đâu đi nhưng mà có đi không mà bàn dữ vậy hả? Bàn thì giỏi lắm, không có em nói hạnh kìa. Bàn thì hay dữ lắm. Em thì vậy mà vừa đi em đi luôn. Chị biết mà em đâu có từ chỗ đâu, chị thấy đi đâu mà mặt em không? Ừ. Xong rồi xìu.
Ủa tính ra cái kèo Đà Lạt ai bùng vậy? Em không bùng nha. Con Như bùng. Bây giờ nói sao để biết đường trả lời người ta nè, biết mà. Ui, tôi không biết sao tôi nhắn tin cho người ta luôn á. Đã rủ nhậu rồi thì còn đi đâu nữa. Thôi vậy thôi đi. Có tại khách nè, nó có quán cà phê chở anh chuẩn bị khai trương. Thì khi nào nó khai trương thì mình lên. Nó đã khai trương đâu. Ôi, mình thích đi chơi thôi mấy bạn. Ý là khi nào nó khai trương thì đi, nó đã khai trương đâu mà. Giờ nó cũng lạnh mà. Đúng rồi. Nói chung là Đà Lạt lúc nào cũng nhiều hoa. Nhưng mà năm nay chắc không có đâu. Ở trên đây dịch cũng tè le trên ấy. Sáng giờ bà nhắn tin cho chị chưa? Bà Tiên ấy. Bà đẹp ấy. Ma rừng lửa quán đâu? Ở đâu anh không biết rồi đó. Không không à. Chị đi tới 45 lần rồi em. Nhưng mà không biết. Tới đó nhiều nhiều chỗ mà. Lên đó thì ấm cúng quá vậy. Làm cái gì nên đi đâu rồi. Không đi cũng chia tay nha. Đường gì cũng tới Nam Á thôi. Giờ mua mấy cái kính phải đi đâu mà chụp hình đây. Mình mua chị mua làm gì rồi. Mà lắm kính vậy? Chứ giờ nhiều quá mình không biết lựa cái nào thì thôi mình lấy hết chứ giờ sao? Về chia cho nhân viên đúng không? Ôi trời ơi ạ. Chị đeo chị chụp hình đi rồi chị cho tụi em. Thôi mà mấy đứa đừng bào chị nữa. Chị còn cái gì nữa đâu. Nói chung là hỏi với sao An ai là An đâu tính xấu gì đâu. Là đưa đưa luôn chứ ai xài cái không đưa. Trời ơi, ủa nãy giờ mà nãy giờ mọi người An là đưa cho em á. Nãy giờ mọi người có thuốc gì anh Tùng không vậy? Dạ nói gì đâu. Lấy hết anh Tùng trực kiến nha, chị An cho rồi nha. Đúng rồi. Ê, đừng nói tới nó luôn, không chị An đâu xấu bụng gì đâu, nói chuyện. Ôi trời ơi, nó bả giận á. Ôi trời ơi. Lát là cảm ơn nha, nhớ cảm ơn nha. Mình cứ ngồi đây lát vui, cảm ơn mà lấy tiền á. Chị An đang định 5 cái. Người ta có mục đích chứ bộ. Người ta mua là có mục đích mà. Người sao xài 5 cái em. Quá trời quá đất rồi. Mai mốt đi du lịch á, mượn tiếng chị An được mà. Không, nhà này là một người mua nhưng mà nhiều người xài nha. Không nha. Má mày mốt chị có ghẻ mấy đứa đó cũng đừng xài chung với chị nha mấy đứa rồi. Chết luôn á thì cô mà. Không, kính thì ghẻ thì chỉ có một người thôi sao chia. Cái đấy nhường chị. Mốt thì có ghẻ tao giấu. Đúng rồi, tôi thích đồ vô chia chết chết luôn. Đợi có ghẻ đi rồi tính. Đấy đi. Đừng để chị An phát nó em. Kỳ đó. Ông Tùng bữa nay nha. Ông Tùng đã phản bội chị rồi. Để em xúc bút bột nhanh hả anh? Ồ, quên. Để lúc sau. Em lấy bột mà. Cái cục kia lỡ nó có sưng lên, lên anh qua em lấy nha. Là sao? Cái cục ngay mép của ông ấy. Khi nào chẳng hạn? Thì khi nào nó sưng lên thì anh qua. Nó sưng lên là qua liền, đừng có để mấy ngày nó lại trải rồi. Hôm qua đã mọc rồi. Chị biết nên chị mới kêu để chị lấy ra đây.
năm nhậu mới mua gì ta, bông gòn với con cá nhân rồi nha, chị đỏ vậy? Nữa anh Tùng anh kêu anh né chị sang gặp chị Quyên. Hôm qua chị Quyên mới kêu anh Tùng xong á. Kêu né được chị An này gặp chị Quyên. Chết rồi. Ừ. Số phận rồi. Cố ý ngồi đối diện chị em rồi. Không tốt được. Hôm qua chị cũng bị bà ấy bà đánh mấy phát đúng không? Chị đâu say đâu. Ừ, chị đâu em thấy chị bị bà vỗ cho mấy phát. Ủa gì nãy sáng chị đi chích vaccine chưa? Chưa. Ủa chích gì má? Chích như sao nhậu? Chắc không chích luôn á. Chích thì cứ chích đi, sợ gì trời. Là... Ừ. Em trả tin vào đây mấy. Thì thật chị thấy cũng mệt thiệt mà. Em thấy bình thường chán có gì. Nhưng mà sợ sau này sinh con này kia. Ủa rồi ai cũng chích chứ có phải là mình chích đâu. Sợ mình xui mình trong số đó. Gặp đúng cái Như nữa. Mà thiệt mà. Sau này lại giống như ở bên Mỹ cái hồi mà nó mới đầu á, là ai chích cũng được, không chích cũng không sao đúng không? Nhưng mà sau đến khi một thời gian sau là ai chích thì nó mới cho ra đường, không chích nó không cho ra đường. Ai chích nó mới cho đi học. Chị hãy nghĩ đến những cái ngày đấy đi. Thì đúng là mình đi chích. Mình đi chích còn thuốc thì không có chích. Đâu phải lúc nào nó cũng sẵn có thuốc cho chị chích đâu. Trời, nó có thuốc chủng mới thì chích luôn. Nhưng mà khi mà để thời gian lâu quá nó sẽ không có tác dụng nữa. Cái mũi đầu nó sẽ không có tác dụng nữa. Cứ xích cho cái bạn kia đi. Thu tiền đúng không? Không, thu tiền chỉ là cứ đợi ông chuyển khoản thôi mà. Phải xích ngày mai tới đúng không? Thì đợi chuyển khoản là ship. Ừ. Ông chưa trả lời được nữa hả? Toàn nhắn tin buổi tối không ai, ban ngày chắc đi làm á. Thôi vậy thôi, gấp gáp gì. Để nhắn lại cho nó. Minh đấy là Minh nào ra? Chị còn không nhớ là em. Em làm không phải bạn chung với chị luôn á. Có phải cái ông Minh mà ở Thiên Chúa không? Cái ông bên đảo là ông tên gì? Vũ, Hoàng Vũ. À. Không thì ông nói thì em biết mà. Chị đang biết luôn đó. Lo xong cái gì này? Nó bị quạt luôn đúng không? Cái đường lao là phải lao kỹ nhiều lần nó mới không bị bệnh. Mua được mấy cái kính nó hay nó du trong lòng sao. Chị cảm giác nó đẹp không chị? Đúng rồi. Em không thấy nó đẹp. Nhưng mà đẹp không? Đẹp chán. Không khác gì cái kính mấy triệu của chị ăn mua hết ạ. Nó không có thời trang, nó có thời trang hơn. Cái kia nhìn già hơn. Cái kia là chị chọn thôi chị. Chị chọn. Này đi chọn cái quê mùa nó nữa đó. Mà em cảm lại. Đi định đi đâu mua đồ phải có hạnh.
mua đi chị, mua đi chị. Ờ, lúc lúc nào đi với Thành cũng vậy nha. Em cảm lại rồi mà. Lấy cồn mà lau. Mọc mũi mấy chỗ này nặng ghê thiệt chứ. Tìu cái mỏ rồi này. Tùng ông kêu ông con đấy ông ngủ mà ông chuyện từ tấp mà ông lên tóc ông về luôn á. Ngủ gì nổi, quá là nhiều chuyện rồi. Một lần sau một bữa nhậu là chị qua nhậu có vấn đề gì đâu, có mình và Quyên nữa thôi chứ có gì nữa đâu, thì cũng có nói gì mấy đâu. Rồi anh Tùng bà tính chuyện nhậu sinh nhật kia mà không biết ăn gì. Hồi em lấy ăn gì vậy Hoài, em chưa biết anh. Kêu mẹ đại tôm hùm cua bắt ca gì đó đi. Chị đầu tư đúng không? Ừ. Đúng rồi đấy Như. Cái tháng chị trừ tiền lại thôi, gì đâu mà. Trừ chị... tiền chị á, chị Hoài. Chị chưa đi đâu mấy con. Em không trừ không đủ tiền em ơi. Chứ không đủ lương của em à? Lương em không đủ trừ đúng không? Nhưng mà tôm thì chắc ai ăn rồi đâu. Ngán chưa? Hôm nay thì tạm thời ngán nha. Em nói chắc hết ngán rồi. Vậy ông mua có 2 ký mà nhiều ghê hả? Ừ. Má chắc bữa đó em phải ăn luôn quá. Hấp sợ ngứa rồi. Ừ. Em qua thèm chết bà mà sợ ngứa. Con nào ái cơm tươi xanh nhảy để nó nánh vô nồi vàng tươi đỏ eo nè. Không được ăn thì số đúng khổ luôn. Em sợ ăn rồi rửa đi. Sợ nó nổi lên mặt nữa chứ. Giờ đi em. Ăn đi là ngứa, có gì cải tiêm. Chắc không đến nỗi đâu. Trời ơi, bình thường em có bị dị ứng cái đấy mà. Mấy cái đen 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 chỗ nó không lấy được ra ngoài. Đó. Cái này râu mà má. Chân lông à? Râu. Nè. Nhấn nó ra không? Nhấn thử ra. Râu mà sao mà ra trời. Nè. Râu. Rồi. Trời ơi thằng em tui. Cứ cùng nó chơi. Nó mở mắt ra cái là nước mắt.